Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách làm món cánh gà trên nước mắm đây. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã làm xong đấy. Rất thơm ngon, hấp dẫn và rất là vàng đấy các bạn ạ. Với cách làm không có gì là khó thì sau đây thì mình xin chia sẻ cách làm cho các bạn xem là các bạn hãy theo dõi xem mình cần những nguyên liệu gì và cách làm ra sao nhé. Các bạn có thể sử dụng bằng đùi cũng được, nhưng mình thấy là cái vị chiên cánh này nó sẽ rất là ngon hơn và ăn nó hấp dẫn hơn. Thì mình sẽ làm bằng cánh gà các bạn nhé. Đó, mình sử dụng 4 chiếc cánh gà này. Và tiếp đến mình có mua sẵn một gói chiên gà như thế này. Chiên gà nước mắm ấy, thì các bạn làm thì rất là đơn giản và nhanh gọn. Thì mình sẽ có cho thêm ớt và tỏi mình đã bóc rồi. Thì với cái hương vị của cái gói vị gà chiên sẵn này này, thì các bạn làm rất là thơm và hấp dẫn các bạn ạ. Thế bây giờ mình sẽ tỏi mình bóc rồi, ớt ở đây tí nữa mình đã đập dập và băm nhỏ ra. Đó, gói chiên này thì khi mình chiên gà xong thì mình sẽ làm theo các bước. Và bây giờ mình sẽ đi rửa cánh gà và nhặt lông cánh gà các bạn nhé. Đây thì mình sẽ mang ra một cái chậu như thế này để mình làm cho nó dễ. Các bạn sẽ nhặt sạch những cái lông này. Đó, ở những cái đầu cánh này nó rất hay có nhiều những cái lông tơ, những cái da mỏng này bám vào đây. Thì các bạn sẽ nhặt sạch đi cho mình. Sau đó thì mình mới sát muối vào mình rửa. Này, các bạn nhìn này. Đó, mình cứ nhặt sạch hết lần lượt từng cái vào các bạn nhé. Muốn ăn được ngon thì mình cũng phải rửa sạch đi, thì khi mình làm không còn cái mùi hôi ấy, thì ăn nó rất là hấp dẫn. Đây, sau khi mình đã nhặt hết cái lông như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ dùng muối, mình sẽ sát vào cái cánh này, mình rửa các bạn nhé. Đây, mình sẽ dùng muối này, mình sát vào cái cánh này. Nếu các bạn cẩn thận hơn nữa thì các bạn có thể dùng cái vỏ chanh ấy, các bạn sát vào nữa thì rất là ngon. Và khi mình làm thì cái da gà rất là giòn. Đó, và bây giờ mình sẽ rửa lại này. Rửa các bạn nha, rửa sạch cái này được. Nên đã vàng lên đã nhá, sau đó mình mới cho những con sốt này vào để mình làm tiếp theo. Đây thì mình đã chuẩn bị một cái chảo như thế này, mình đã bật trên bếp và đây bây giờ mình sẽ cho dầu vào. Thì trên cái này muốn nhanh thì các bạn cho nhiều dầu lên một chút thì mình chiên nó sẽ nhanh hơn các bạn nhé. Nó sẽ vàng đều hơn đấy. Đây thì các bạn thử dầu xem là cái chảo dầu này, các bạn nhìn thấy này. Cho nó sôi rồi đây, dầu sôi rồi đây các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho cánh gà vào. Mình sẽ cho những cái miếng mà nó to to này trước này, thì chắc chắn là nó sẽ nấu chín hơn. Đó. Ở đây thì lúc ban đầu ấy thì các bạn có thể cho lửa lớn lên một chút. Còn sau đó khi mà nó đã sôi dầu rất là mạnh rồi thì các bạn sẽ cho về lửa vừa để cho cái dầu nó nóng, nó ngấm vào cái cánh gà để cho nó chín dần dần ạ. Các bạn nha. Thì trong thời gian mình chờ đợi cánh gà nó vàng thì bây giờ mình sẽ đi làm đập tỏi và thái ớt ra các bạn nhé. Đây thì mình đi thái ớt
thái cái tỏi này ra là mình sẽ tập tập cái tỏi này cho nó nhỏ, tí nữa mình chiên qua để mình trộn vào cái cánh ấy các bạn ấy. Đây nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi, tí nữa mình chiên cái gà xong. Mình cứ chiên đến khi nào chiếc cánh gà nó vàng, lúc đó là được. Cái đầu đùi này, cái đầu cánh này cũng phải chiên lâu hơn vì nó dày hơn. Cái cánh này, đầu cánh này nhân hơn. Các bạn cứ để ở đó để cho nó sôi thôi, rất là ngon. Vàng, ơi là vàng nha. Đó. Đây, với những chiếc cánh gà đã rán xong, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm những công đoạn tiếp theo nhé. Cái dầu còn lại trong chảo đây các bạn sẽ đổ ra. Mình sẽ cho bớt ra. Và mình sẽ bớt lại một chút xíu như thế này để mình phi cái hành và cái tỏi, cái tỏi và cái ớt vừa xong ấy mình bóc đấy các bạn, đập đấy ạ. Đây, mình sẽ cho vào đây để mình đảo đi. Mình cho nó thơm lên. Đó, rất là thơm rồi các bạn ạ. Và mình sẽ lại chắt bớt cái dầu này ra đây các bạn nhé. Mình sẽ chắt bớt cái dầu này ra. Đây, mình chắt bớt dầu ra rồi nhé. Giờ mình cho cái cánh này vào. Để như thế này để mình cho cái lớp sốt lên trên cái gói sốt đây các bạn. Với một cái gói này thì các bạn có thể sử dụng được nửa kg cánh gà. Rất là thơm luôn. Thế nên là trong cái này nó cũng có tỏi rồi đấy các bạn. Nhưng mà mình muốn cho thêm một chút xíu để cho nó hấp dẫn hơn ấy, thơm hơn. Thì khi mà làm cái đến công đoạn này rồi thì các bạn cho nhỏ lửa nhé. Ví dụ như là mình bếp số thì mình sử dụng số 2 thôi. Còn nếu các bạn sử dụng bếp cao thì các bạn cứ cho lửa vừa. Nếu mà mình cho lửa to quá thì nhiều khi là nó hay bị cháy ạ. Đó, mình cho từ từ, cho nhỏ nhỏ thì này là mình nấu dần dần nó sẽ ngấm ấy, ngấm dần vào miếng gà này nó sẽ ngon, không bị cháy. Một công đoạn là chiên cánh là lâu nhất, còn đâu đến công đoạn này rồi thì rất là nhanh thôi các bạn ạ. Đó, rất là thơm. Và chỉ khoảng độ 2 phút nữa thôi là mình có 4 cánh gà chiên rất là ngon rồi đây này các bạn ạ. Thơm lắm luôn ấy. Gà chắc chắn là ai cũng phải hít hà thôi các bạn ạ. Đó, mình chỉ đảo khoảng 2 phút thôi. Và nếu mà các bạn muốn đảo lâu một chút thì các bạn cứ cho nhỏ lửa nhá. Rồi các bạn đảo thì là cái nước này nó sẽ ngấm dần vào trong rất là thơm. Thì công đoạn đầu tiên mình làm đã lâu rồi thì bây giờ đến công đoạn này thì mình làm rất là nhanh thôi. Còn nếu các bạn là tự làm nước sốt ở nhà thì đơn giản là các bạn cũng chiên gà như vậy. Và các bạn phi cái nước, cái tỏi và cái ớt lên. Sau đó mình chưng một chút nước mắm đường. Đó, và các bạn sẽ cũng làm được một món nước sốt. Và mình có thể thêm một xíu xíu bột năng và để cho cái nước sánh nó được quện ấy, nước sốt nó được quện ấy các bạn. Đó,
Đây, thế này là đã xong món cánh gà chiên nước mắm rồi. Bây giờ mình cho ra chảo thôi các bạn, cho ra đĩa để mình thưởng thức thôi đúng không ạ? Rất là ngon đây ạ. Đó, đã xong các bạn nhá. Mình cho ra chảo đây ạ, cho ra đĩa đây. Với cách làm không lâu, mình đã được những món cánh gà rất là ngon và hấp dẫn. Thơm, vàng, ngon, chuẩn vị luôn đấy ạ. Với một chút chăm chỉ thôi là các bạn sẽ làm được những món ăn khoái khẩu cho các bạn nhỏ trong gia đình nhà mình nhé các bạn nhé.